Xin chào anh em nhé. Tiếp tục em lại gửi hàng cho anh em đây. Hôm nay em đi gửi em đây cả khuyên này. Đây chuẩn bị đóng hàng để gửi cho anh em đây này. Những anh em nào đầy đủ nan thì là em sẽ gửi đầy đủ nan và vành sạp này, lò xo và dây dù và móc phun phụ kiện là tất nằm trong này. Đó, em sẽ đóng vào một cái hộp giấy. Và đây, tất cả những anh em này là có nan. Và anh em nên nhớ này, em kèm theo một cái sợi đây này, để anh em làm cái lẫy gài đây. Cái lẫy khi sập vành sập xuống á, là nó làm cái lẫy gài, là cái này nó to hơn nhá. Cái sợi này to hơn, anh em để ý là khi khui hàng ra là có cái này, đừng vứt bỏ nhá. Để em cho anh em đủ hai đầu đấy, để vào hai cái đầu gài lẫy sập này. Đó. Đây, tất cả đều thế nhá. Thêm một cái nan này. Đây cũng thế này. Đây cũng thế, đầy đủ hết. Những lồng nào cũng có cái đấy. Lồng này cũng thế, đầy đủ hết này. Vành sập, dù đan và lò xo tất trong cái giới này. Khi nào anh em khui thùng ra thì phải nhớ nhá. Kể cả đây là anh em này đặt là hai bộ khung không có nan, thì đây em vẫn đưa thêm hai cái loại này. Ở cái loại này này, để cho anh em về làm cái lẫy gài đây. Đây cũng thế này. Một bộ khung không nan cũng thế, cũng đưa thêm một cái sợi to hơn để anh em làm cái lẫy gài khi sập để nó mắc cá đây. Đó. Ok chưa? Đây, kể cả đây cũng thế, đầy đủ hết nhá. Anh em nhớ khui hàng ra là anh em phải giữ lại cái đấy và để riêng ra nhá, đừng để mất. Chả đến lúc anh em bị mất là làm cái đấy nó khó, mà làm bằng nan lồng kia nó nhỏ hơn nên sợ nó không được chuẩn. Và đây anh em này, anh em có thể qua kênh này. Đây, Đỗ Trọng. Đây kênh của bạn. Đây này anh em này, qua kênh này. Để một hai hôm nữa em sẽ đăng clip là hướng dẫn anh em cái cách làm vào nan và làm như nào để cho đẹp cái lồng nhá. Ok chưa? Đây là kênh Đỗ Trọng Vlog này. Để anh em vào cái kênh đó, để em sẽ đăng clip là hướng dẫn anh em vào nan và làm lồng kiểu gì. Ok chưa? Ok anh em nhá. Rồi ok anh em, đây này, lò xo này. Anh em nhớ sang đăng ký để em làm clip hướng dẫn anh em cách vào nan. Rồi chào anh em. Còn anh em nào đặt sau thì chờ em, để em còn lên hàng, để em còn lại tiếp tục gửi. Chứ nhiều đơn quá thì anh em phải thông cảm giúp em cái. Tận hơn 100 đơn thì bây giờ mới gửi được ba mấy 40 đơn rồi. 40 đơn. Bây giờ anh em, những anh em đặt sau thì anh em chờ em. Ok chưa? Ok chào anh em nhé.